Thưa Nhật Phong, mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Bangkok, Thái Lan. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào mà có nhu cầu về thẩm mỹ, muốn gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn, hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali với số điện thoại ngay trên màn hình quý vị là 714-227-5789. 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện can nam kali at gmail com thẩm mỹ viện can nam kali at gmail com để biết thêm chi tiết cảm ơn thẩm mỹ viện can nam kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán giả và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần tin tức mỗi một ngày của chúng ta đầu tiên hết là thụy sĩ đã ban lệnh cấm nhóm hamas sau cuộc tấn công tại do thái Bản tin từ Zurich cho biết, thì chính quyền thổ nhĩ Sĩ trong ngày thứ tư nói rằng họ muốn ban cấm nhóm Hamas sau khi mà nhóm dân quân Palestine này đã tấn công vào do thái vào năm ngoái, khiến cho 1.200 người bị thiệt mạng và gây ra cuộc chiến tại giải Gaza bên cho biết rằng là à, việc à, hành động này à, sau cái cuộc tấn công ngày 10 tây tháng 7 vừa qua khiến cho ít nhất hai công dân thụy sĩ à, đã bị thiệt mạng và nằm ở trong số của 250 người đã bị bắt giữ làm con tin và để đối phó thì à, phía do thái đã mở cuộc tấn công quân sự vào giải gaza và trong đó các giới chức à, y tế của hamas cho biết gần 29.000 palestine đã bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác đã phải à, mất đi tất cả các vị trí à, nhà cửa của họ chính quyền thụy sĩ nói rằng dưới cái dự luật mới này hamas sẽ à, không được xem, xem là một cái tổ chức bình thường mà họ sẽ bị xem là một cái tổ chức khủng bố và sẽ bị cấm bước chân vào thụy sĩ và lệnh cấm này nhằm trừng phạt nhóm hamas đã mở cuộc tấn công vào ngày 7 tây tháng 10 và thụy sĩ sẽ sử dụng mảnh đất của thụy sĩ như là một một cái thiên đường an toàn để trú ẩn cho họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nghị viện của Do Thái đã hậu thuẫn cho cái sự bác bỏ của ông Netanyahu khi đơn phương xác nhận một quốc gia Palestine. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì các nhà lập pháp của Do Thái cam kết ngày thứ tư là sẽ hậu thuẫn cho ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ bất kỳ một cái hành động đơn phương nào thừa nhận một quốc gia Palestine giữa lúc mà cộng đồng quốc tế kêu gọi là phải trao trả lại đàm phán trong việc mà trả lại cái mảnh đất cho người Palestine và đưa ra lời một sự thừa nhận là có cuộc chiến tại giải Gaza giữa do Thái và nhóm dân quân Palestine Hamas thì gần như là cái hệ thống này cho biết là họ đã được họ đã nhận được một số những sự hậu thuẫn của các thành viên đảng đối lập với 99 người trong tổng số 120 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ cho việc từ chối bất kỳ một hành động đơn phương nào thừa nhận chính quyền của Palestine và một vùng lãnh thổ của Palestine. Đây được xem là một cái sự đoàn kết tương đối của các chính trị gia nằm trong hội đồng lập pháp của Do Thái ngay sau khi mà bừng tỉnh trong cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 và chính quyền của ông Netanyahu dần dần bắt đầu có thể đoàn kết được các phe đối lập để đối phó với tình trạng mà thiếu an ninh và đe dọa tới an ninh của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, một phi thuyền đổ bộ xuống mặt trăng tư nhân của Hoa Kỳ đã đi vào quỹ đạo của mặt trăng sau khi mà đã được bắn lên không gian vũ trụ. Bản tin mới nhất cho biết thì một phi thuyền đổ bộ từ một công ty ở tại Houston đã bắt đầu đạt tới cái quỹ đạo của phía mặt trăng trong ngày thứ tư và đây được xem là cái phi thuyền tư nhân đầu tiên của Hoa Kỳ đã đáp xuống cái khu vực quỹ đạo của mặt trăng trong vòng 50 năm qua và đã được xem là một trong những cái quỹ đạo đầu tiên của tư nhân và cái uh, chiếc uh, phi thuyền này có tên gọi là North và Cylinder uh, hay còn gọi tên là Odysseus đã bước vào cái phòng quỹ đạo cách cái mặt bề mặt của mặt trăng là 57 dặm và được xem là họ đã được bắn lên bằng từ cái uh, hệ thống của hỏa tiễn và trong vòng 7 phút đồng hồ khi mà họ bắn lên không gian vũ trụ và đây được xem là cái hành tinh nằm gần với trái đất nhất và điều này cho thấy là cái họ sẽ lắp đặt cái hệ thống robot Spacecraft tức là một cái hệ thống mà phi thuyền bằng robot có thể sẽ bắt đầu làm việc trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi mà họ đáp lên mà cái bề mặt của mặt trăng và kể cả cái khu vực ở phía Nam bán cầu lúc 5 giờ 42 xin lỗi ở phía Nam cực ở 5 giờ 49 phút theo giờ của miền Đông Hoa Kỳ và đây được xem là một trong những cái chiến dịch đầu tiên của một cái công ty tư nhân của Hoa Kỳ khi mà gửi cái phi thuyền đổ bộ của họ lên không gian vũ trụ và đặc biệt là đáp xuống mặt trăng với cái chiều dài là 2.239.000 dặm từ ở trái đất và cái sứ mạng này là sẽ quan sát tất cả những cái chuyến bay cũng như là những cái di chuyển trên vũ trụ và hình ảnh của mặt trăng. Đây được xem là một trong những thành công mới nhất trong lúc mà nhiều quốc gia cũng đang tìm cách gọi là chinh phục mặt trăng từ cái cơ quan không gian vũ trụ của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên cứng rắn tại Hạ viện đã yêu cầu ông Mike Johnson là bỏ rơi tất cả các cuộc đối thoại về việc gọi là hỗ trợ ngân sách cho nước ngoài. Các thành viên cứng rắn của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong ngày thứ tư đã yêu cầu chủ tịch của Hạ viện là ông Mike Johnson là nên bỏ rơi tất cả các cái cuộc đối thoại với các thành viên Đảng dân chủ tại Thượng viện trong cái dự luật ngân sách đã được thông qua bởi lưỡng đảng ở trên sàn Thượng viện nhằm tránh cho chính phủ bị shutdown và đồng thời cũng sẽ bắt đầu thực hiện cái tiến trình gọi là cải tổ về luật di trú trong đó thì hầu hết là cái nhóm gọi là House Freedom Caucus cùng với lại một số ít nhất là ba chục người khác đã yêu cầu ông Johnson với cái tổng số phiếu mà đảng Cộng Hòa đang gác là 219 trên 212 à, đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ Viện đã hỗ trợ cho việc mà họ nói rằng cần phải bỏ rơi và không nên đối thoại với phía đảng Dân Chủ các thành phần cứng trắng này đòi hỏi là phải có một cái việc cắt giảm sâu đậm trong cái chi phí của chính quyền liên bang đồng thời yêu cầu phía của Thượng viện tức là phía Đảng dân chủ kiểm soát là phải bắt đầu có cái chính sách gọi là cải tổ hoàn toàn cái hệ thống di trú mà trong đó họ cho rằng đang gây ra cơn bướu khủng hoảng biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Và lá thư này đã được gửi ra trước cái kỳ họp của cái tài khóa và dành cho cái ngân sách của, quốc gia là tại của năm 2024 và trong đó họ yêu cầu là cắt giảm ít nhất là một trong tổng số ngân sách này đây được xem là một trong những cái thái độ cứng rắn của các thành viên ở cộng hòa ở tại hạ viện đối với ông Mike Johnson chủ tịch hạ viện bây giờ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của tổng cộng 22 tiểu bang đã thúc đẩy tối cao pháp viện ngưng lại cái phiên tòa ngày 6 tây tháng 1 nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump. Các bộ trưởng tư pháp của tổng cộng 22 quốc gia đã thúc đẩy tối cao pháp viện quyết định là cựu Tổng thống Trump có quyền miễn tố trong việc mà ông đang bị truy tố trong vấn đề gọi là lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Trước khi mà cựu Tổng thống Trump đối chuyện với những cái uh, truy tố của liên, liên bang trong cái phiên tòa lần đầu tiên của lịch sử đất nước chúng ta, phía tối cao pháp viện cần phải quyết định cái... Uh, Phiên tòa này được chấp thuận bởi phiên hiến pháp, đó là một trong những cái ngôn ngữ đã được ký bởi Bộ trưởng Tư pháp của các tiểu bang gồm có Alabama, Alaska, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, West Virginia và Wyoming. À, hôm nay để nói ra một cách ít nhất như vậy nó là một cái điều cần thiết và Hoa Kỳ cần phải rõ ràng trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ và quyền miễn tố của Tổng thống và việc mà các công tố viên sử dụng cái bản án hình sự này rõ ràng là một cái hành động xen vào cuộc bầu cử và nó không phải là cái đường hướng để bảo vệ cho một nền dân chủ và nó đã sử dụng cái đường hướng pháp lý để mà xâm phạm và làm thúc lùi nền dân chủ trong khi đó thì ông công tố viên Chuck Smith vào tuần trước đã yêu cầu tối cao pháp viện là bác bỏ lời yêu cầu của cựu tổng thống trump là trì hoãn phiên tòa, việc trì hoãn phiên tòa này là đe dọa tới cái cái quyền lợi của công chúng trong việc mà gọi là ông ta cần thiết là phải thúc đẩy nhanh cái việc xét xử này ông smith đã viết gì trên. tuy nhiên thì 22 bộ trưởng tư pháp của 22 quốc gia đã yêu cầu tối cao pháp viện là phải ngưng lại cái phiên tòa này cho tới khi nào có cuộc bầu cử bởi vì phiên tòa này rõ ràng là một hành động xen vào cuộc bầu cử của hoa kỳ. đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 70% cho rằng Joe Biden đã quá lớn tuổi cho một cái nhiệm kỳ kế tiếp bên 70% những người cử tri đã ghi danh nói rằng ông Joe Biden đã quá già để có thêm một nhiệm kỳ thứ hai theo tường trình của trường đại học Quinnipiac đã đưa ra cuộc thăm dò vào ngày thứ tư ông Joe Biden đã có một số nha yeah, và dẫn trước ông Trump rất là nhỏ trong cái cuộc tái tranh cử năm 2024 tuy nhiên 67% nói rằng ông tổng thống 81 tuổi này đã quá già để có thêm một cái nhiệm kỳ tổng thống kế tiếp so với 68% mà tòa trường đại học Quinnipiac đã đưa ra cuộc thăm dò vào tháng 9. Trong khi đó 57% nghĩ cử tri nghĩ rằng họ không tin là ông Trump già hơn và ông đủ khả năng vẫn còn đủ khả năng cho một cái nhiệm kỳ 4 năm kế tiếp. Nếu như mà cuộc à, tái đấu của Biden và của Trump đã sẽ chia rẽ cái quyết định của mọi người thì điều này cho thấy vâng, ông Trump vẫn tiếp tục đã được xem là không bị ảnh hưởng và không bị đặt câu hỏi về vấn đề tuổi tác so với lại ông Joe Biden. Đó là một trong những nhà phân tích của trường đại học à, Quinnipiac là Tim Mark Lloyd đã cho biết như trên. Và cuộc thăm dò này đã được thực hiện từ ngày 15 cho tới ngày 19 tây tháng 2, với 1.421 những người tự nhận là những cử tri đã ghi danh, trong đó bao gồm 62% họ không nghĩ rằng là ông Joe Biden có đầy đủ tâm lý để phục vụ cho quốc gia so với 37% đối với ông Trump. Và trong cái cuộc tái tranh cử, tổng cử tuyển cử vào năm 2024, giữa ông Biden và cái người kế tiếp là bà Nikki Haley thì 46% ủng hộ cho bà Nikki Haley, 43% ủng hộ cho ông Joe Biden. Và nếu mà có cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Hòa, 80% người của Đảng Hòa cho biết là họ sẽ ủng hộ cho ông Trump so với 17% là ủng hộ cho bà Nikki Haley. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, em trai của Joe Biden đã chối bỏ tất cả những cái hành động can dự vào cái thương mại của ông Joe Biden với gia đình James Biden em trai của ông tổng thống Joe Biden trong cái lời phát biểu đầu tiên trên cái ủy ban giám sát và trách nhiệm của hạ viện vào ngày thứ tư Đoan chắc rằng anh trai của ông ta là ông tổng thống Joe Biden chưa bao giờ can dự trực tiếp hay là à, gián tiếp vào các cái hoạt động tài chánh và trong vòng hơn 50 năm qua bởi vì cái à, hình ảnh tôi biết rõ là anh của tôi rất là minh bạch và rõ ràng và cũng giống như là tôi có một cái à, mạnh mẽ gia đình của chúng tôi có một cái mạnh mẽ về đạo đức và chúng tôi vẫn tiếp tục giữ cái cuộc sống cá nhân riêng biệt với cái cuộc sống của à, ông anh chúng tôi đó là lời phát biểu của em trai của Joe Biden đã đưa ra trong một bản tách bên trong lúc mà ông ta ra điều trần ở trên à, quỹ ban giám sát của sàn hạ viện tôi chưa bao giờ hỏi anh trai của tôi dùng bất cứ một cái hành động chính thức nào để đại diện cho tôi và cái thương mại của tôi hoặc là bất kỳ một cái gì liên quan tới tôi ông james biden đã phát biểu như trên và ông nói rằng ông là đã thực hiện cái khả năng của ông bằng tất cả và sinh sống trên khả năng của ông và không dựa trên cái tinh thần của người anh mình là phó tổng thống hay là thượng nghị sĩ trước đây và james biden đã ra điều trần ngày thứ tư là một phần trong cái cuộc tiến trình gọi là đàn hạch của ông Chauvin thuộc quỹ ban giám sát tại Hạ viện. Và thuộc luật sư công ta cho biết là quỹ ban này đã tống trác tuy nhiên vẫn chưa có à, đầy đủ. Và trong đó họ yêu cầu cung cấp tất cả những cái chuyển ngân và những cái báo cáo từ ngân hàng mà họ đã có được. Và quỹ ban này phát hiện ra có ít nhất là hai món cho vay trước khi mà ông Joe Biden còn là phó tổng thống và trong lúc mà kể cả trong lúc mà ông ta đang ra tranh cử tổng thống và trong đó thì ông Joe Biden cho biết ông đã viết cái chắc là 200.000 ngàn mỹ kim của một ngày khi mà ông ta được chi trả số tiền từ một cái tổ chức gọi là Đi phân ở Maricota Hell một cái bệnh viện mà bây giờ đã bị khai phá sản và làm cách nào để chi trả cho tiền mà ông ta đã vay từ anh trai của mình trong bản xác minh cho mình trong bản xếp mình cho biết là à, trong nhiều năm qua thì ông ta và vợ của ông ta đã vay tiền à, từ cái, cái vấn đề gọi là tài sản và à, trong đó bao gồm cái nghĩa vụ và trong đó bao gồm luôn cả anh trai của ông ta tôi không có lý do nào tôi tin rằng là ông ta được thông báo về bất kỳ một cái điều gì liên quan tới món cho vay này đó là lời phát biểu của ông James Biden đưa ra và quý ban cần phải hỏi tôi là số tiền nợ uh, vay mượn từ anh trai của tôi họ là một cái đó là một cái uh, món vay cho ngắn và tôi nhận được từ ông Joe khi ông còn là một công dân tư nhân tức là một công dân bình thường và tôi đã trả món uh, nợ đó trong vòng vài tuần lễ và ông ta nhắc lại là người anh trai của mình không có thông tin gì tất cả cho tất cả những cái món nợ cho vay đây được xem là lời khai đầu tiên của Ông James Biden đã đưa ra trong lúc mà ông ta xuất hiện trên cái sàn à, điều trần kính của Hạ Viện và trong đó hai cái check mà người ta tắt mắc tới là cái check 200.000 Mỹ Kim mà ông ta đã ký cho Joe Biden cùng với một cái check khác là 40.000 Mỹ Kim. Giờ đây thì chúng ta cần biết được là số tiền này đã được vay từ khi nào và vay ra sao và có gì chứng minh trong lúc mà Joe Biden đã ký cho em trai mình vay tiền hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ gần hôm nay đã có một số những nhà đầu tư tuyên bố họ sẽ rút ra khỏi New York sau khi mà có cái phán quyết đối với cựu Tổng thống Trump nổi giận với số tiền phạt ông Trump lên tới 355 triệu Mỹ Kim trong một cái đơn kiện dân sự nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Hầu hết nhiều nhà đầu tư đã lên tiếng cho biết họ sẽ không còn làm ăn ở New York và một trong những tài phiệt của ngành địa ốc đó là Grand Cardone cho trong ngày thứ tư cho biết là cái Cardone Capital của ông sẽ không còn duyệt xét tới việc mà tìm kiếm việc đầu tư vào ngành địa ốc ở New York sau khi mà quan tòa có tên là Arthur Agoron Ar đã đưa ra phán quyết trong một cái đơn kiện dân sự và buộc ông Trump phải chi trả lên tới 355 triệu Mỹ Kim theo yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang New York và tôi cảm thấy không còn có cái uh, hứng thú gì đầu tư ở thành phố New York cả. Đó là lời phát biểu của Cardon đã đưa ra trên platform X và rõ ràng đây là một cái đề hành động cướp tài sản và tôi nghĩ rằng tôi sẽ là đối tượng trong tương lai nếu như mà tôi còn tiếp tục làm ăn hay có những đầu tư tại Texas và bây giờ tôi tập trung ở Texas và Florida nhiều hơn. Cardon cho biết là cái nguồn đầu tư của họ sẽ không đầu tư bất kỳ một điều gì vào thành phố New York và uh, kể cả một nhân vật khác là một sát tăng tức là một công ty cho vay với người uh, đứng đầu là Kevin O'Leary cũng trong ngày thứ hai cho biết ông cảm thấy rất sửng sốt trước cái phán quyết này. Đây rõ ràng, tôi thấy rõ ràng là họ đang tấn công vào ông Trump và những người khác cũng sẽ trở thành mục tiêu của cái bộ tư pháp của tiểu bang New York và chúng tôi không cảm thấy thoải mái khi làm ăn ở New York và coi như tài sản chúng tôi có thể sẽ bị tịch thu bất cứ giờ phút nào và sẽ bị khởi kiện bởi bất cứ một điều gì và chúng tôi không cảm thấy thoải mái khi đầu tư tại đây và chúng tôi đang tập trung vào những tiểu bang khác gồm có Florida, ở Texas, ở Louisiana và một số nơi khác có vẻ có được cái sự an toàn cho nguồn đầu tư của chúng tôi hơn. Đây được xem là một trong những cái quyết định đầu tiên của những nhà tài phiệt đầu tư tại New York tuyên bố rút tất cả các nguồn đầu tư của họ ra khỏi New York là bởi vì họ e ngại mai này tài sản của họ sẽ bị đóng đinh và sẽ bị tịch thu tương tự như là cựu tổng thống Trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một trong những chuyên gia về Trung Quốc là ông Golden Chen lên tiếng khẳng định những người công dân Trung Quốc đã bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp từ biên giới phía nam có thể là những binh sĩ của PLA các, à, một trong những chuyên gia về Trung Quốc là ông Golden Chen đã lên tiếng phát biểu trên đài truyền hình vào ngày thứ tư là một số những người đàn ông Trung Quốc đã xâm nhập vào biên giới phía nam của Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp đều có thể họ là những binh sĩ của lực lượng PLA và được gửi tới bởi đại đảng cộng sản Trung Quốc để gây tổn thương cho người dân Hoa Kỳ. Những công dân của Trung Quốc và những di dân này đã đến Hoa Kỳ trong vòng dưới 3 tuần lễ qua, họ băng ngang qua biên giới và không có một cái thẻ chứng minh, không có tiền. Vậy thì họ lại là đang làm gì? Ông Chen đã phát biểu như trên, họ đang nhắm mục tiêu và họ có khả năng sử dụng các loại súng từ súng trường cho tới súng ngắn và chúng tôi biết được có đều rất lo ngại là những người này vốn là những binh sĩ của lực lượng PLA và Trung Quốc dường như đã bắt đầu gửi các binh sĩ của họ bắt đầu mở các cuộc tấn công và xâm nhập vào Hoa Kỳ và nên nhớ rằng các cái vũ khí sinh học bí mật của Trung Quốc ở tại Berkeley, California trước đây đã được phát hiện một năm trước đây và chúng ta phải hiểu rõ là họ có rất nhiều những công dân Trung Quốc đang có mặt tại Hoa Kỳ và những người này sẽ thực hiện nghĩa vụ của họ một khi mà có cuộc đồng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông Gordon Jen cho biết như trên. Ông đồng thời giải thích bản báo cáo về tình trạng mà công dân Trung Quốc đã bước chân vào Hoa Kỳ ở biên giới phía Nam trong tài khoá của năm 2023. Trong đó thì công dân Trung Quốc đã băng ngang qua biên giới của Hoa Kỳ và Mexico và đã tăng lên lên tới 5200% trong vòng 2 năm qua à, hơn hơn 24.000 người và rõ ràng con số này cho thấy rằng là có ít nhất là à, tuổi à, những người tuổi từ 5 cho tới 15 hoặc là ở cái tuổi đi quân đội à, gần như là họ đã di chuyển mà không có gia đình và họ lại không nói rõ tiếng Anh và 80% tới 90% những di dân này à, họ băng họ không có băng ngang qua biên giới của của Trung Quốc mà họ đi qua một cái quốc gia thứ ba và điều này cho thấy rõ ràng là có một cái âm mưu gửi tất cả nhân viên của mình và kể cả giới à, binh lính của mình xâm nhập vào Hoa Kỳ với danh nghĩa là di dân bất hợp pháp để qua để gia tăng cái hoạt động à, gián điệp của Trung Quốc và tìm cách phá hoại đất nước Hoa Kỳ. Đó là lời cáo buộc của ông Golden Chen đã đưa ra. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ trong ngày hôm nay đã nhắm mục tiêu vào các công ty sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc sau khi mà cả công ty Huawei đã cho ra một cái loại phone gọi là Max 60 Pro. Nguồn tin cho biết tin từ Washington thì chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu tăng cường rất nhiều lệnh cấm vận nhắm vào các công ty sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc và cắt giảm tất cả những cái nguồn kỹ thuật dành cho à, họ sau khi mà công ty Huawei đã cho công bố một loại phone mới gọi là Max 60 Pro phone theo ba nguồn tin cho biết như trên vào năm ngoái thì bộ thương mại à, cho biết là họ đã gửi hàng chục lá thư cho tất cả những cái công ty cung cấp của hoa kỳ về kỹ nghệ semiconductor đặc cách là kể cả công ty à, à, và ngưng lại tất cả những cái việc phụ tùng gửi cho một công ty của trung quốc có tên gọi là smic tức là semiconductor manufacturing international corp một công ty của trung quốc và trong đó gần như là họ nhập cảng rất nhiều những cái phụ tùng từ phía hoa kỳ rất nhiều công ty đã ngưng lại việc bán tất cả các phụ tùng của họ cho công ty thì smic à, và một được xem là một trong những công ty có cái À, quan hệ rất mật thiết với pod và trong lá thư đã ngưng lại hàng triệu đô la trị giá các mặt hàng này à, và hãng thông tấn reuters cho biết rằng là họ vẫn chưa thấy là những công ty này có vi phạm vào các luật cấm vận của hoa kỳ hay không trong đó thì à, một công ty có tên là enter người đã có à, cái công ty đã có khoảng một chấm đã rớt đi 1.9 phần trăm trong cái mức bán của họ nói rằng các cái um, shipment tức là các cái mặt uh, cái uh, hàng của họ khi mà họ có một cái uh, môn bài được xuất cản ra nước ngoài đã bị ngưng lại sau khi mà họ nhận được lá tư của Bộ Thương mại và trong đó yêu cầu họ không được cung cấp bất kỳ một cái kỹ thuật nào cho công ty SMIC của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những lỗ nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn cái nguồn kỹ thuật và các chip điện tử mà Trung Quốc sử dụng để mà cung cấp cho cái việc hiện đại hóa quân đội của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc. Ngày hôm nay Trung Quốc và Ấn Độ lại có thêm một cái vòng đối thoại mới liên quan tới vấn đề tranh chấp tại biên giới. Bản tin mới nhất từ hãng thông tấn Reuters cho biết thì Trung Quốc và Ấn Độ đã hoàn tất một cái vòng mới về đối thoại trong việc mà tranh chấp ở biên giới. Đôi bên đã loan báo vào ngày thứ tư và đây là vòng đối thoại thứ 21 kể từ khi mà đôi bên đã có cuộc đụng độ vào mùa hè của năm 2020 và cuộc đối thoại trong ngày thứ hai là hoàn toàn đã có những cái dấu hiệu tích cực từ cái việc giải quyết khu vực ở phía đông của Ladakh được xem là phía của Ấn Độ và phía Trung Quốc cho biết là bộ quốc phòng của họ nói rằng các chỉ huy quân sự của họ đồng ý là tiếp tục kia duy trì các cuộc đối thoại và sẽ có những cái hành động tự chế khi mà đối bên đang có những cái sự căng thẳng ở khu vực biên giới cả hai bên cho biết đồng ý là sẽ tiếp tục duy trì các kênh đối thoại và sẽ thông qua đường hướng ngoại giao để giải quyết những khác biệt trong vấn đề tranh chấp tại biên giới. Cả hai đã có một cái cuộc đường biên giới khá dài và họ đã từng có nhiều cuộc chiến bắt đầu từ năm 1962 và kể từ đó thì đôi bên đã có những cái sự gọi là đối đầu gây gắt ở cái đường biên giới khoảng 3.200 km và giờ đây thì họ đã có một cuộc đụng độ khá nặng vào tháng 5 năm 2020 lúc đó đã có 20 binh sĩ Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cuộc đối đầu với lực lượng PLA tại biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Ấn Độ ngày hôm nay và cũng liên quan tới trung quốc ngày hôm nay đài loan đã cho trục xuất tàu hải giám của trung quốc ra khỏi cái đảo nằm ở tiền tuyến của họ bản tin từ đài bắc cho biết thì đài loan trong ngày thứ ba nói rằng họ đã trục xuất một chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực được xem là lãnh hải của Đài Loan ở trên cái đảo mà do nằm sát ở thềm lục địa của Trung Quốc và chỉ một ngày sau khi mà lực lượng hải giám của Trung Quốc đã bao vây một chiếc tàu tà du lịch của Đài Loan và trong đó họ đã xông lên chiếc tàu du lịch này một chiếc tàu hải giám với số lượng cái số là 8029 đã xâm nhập vào phần lãnh hải của Đài Loan gần ở đảo Kim Môn vào sáng ngày thứ ba và lực lượng tuần duyên đài loan cho biết là họ đã phải hộ tống và trục xuất chiếc này ra khỏi cái phần hải phận của họ sau khi mà chiếc này đã xâm nhập vào cái hải phận của đài loan và lực lượng tuần duyên đài loan cho biết họ vẫn tiếp tục sử dụng radar hệ thống giám sát và tuần tra trong tất cả những khu vực lãnh hải thuộc quyền của đài loan à, đa, đa số nằm ở khu vực đảo kim môn nằm rất gần với thềm lục địa của trung quốc và đôi bên đã có sự căng thẳng kể từ khi mà lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã trượt bắt khiến cho một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc có 4 công dân nhảy xuống biển và cuối cùng có hai công dân đã bị thiệt mạng. Ngay sau đó thì tàu hải giám của Trung Quốc đã bắt đầu uy hiếp và bắt đầu chặn lại một chiếc tàu du lịch của Đài Loan và các lực lượng của tàu hải giám Trung Quốc đã xông lên chiếc tàu du lịch này khiến cho Đài Loan phản ứng khá mạnh và trong ngày hôm nay thì ít nhất là mà phía Đài Loan cho biết họ đã trục xuất được một chiếc tàu hải giám của Trung Quốc trà xâm nhập vào trong cái lãnh phận của đảo Kim Môn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay các công ty sản xuất chip của Đài Loan đã bắt đầu chuyển qua Trung Quốc giữa lúc mà họ tách rời khỏi chuyển qua Đài Nhật Bản sau khi họ tách rời khỏi Trung Quốc. Bản tin cho biết thì giữa lúc mà Nhật Bản đang có nỗ lực tái xây dựng lại kỹ nghệ về semiconductor và đang có một cái đường hướng thúc đẩy về kỹ nghệ này thì hầu hết nhiều công ty của Đài Loan đã hỗ trợ và bắt đầu đổ dồn về việc sản xuất tại Nhật Bản và không phải chỉ ủng hộ cho cái công xưởng của TSMC và đồng thời họ bắt đầu nhúng qua những kỹ nghệ khác ở tại Nhật Bản. Số lượng mà các công ty chip điện tử của Đài Loan bắt đầu đua nhau mở công sử tại Nhật Bản đã tăng lên khá nhiều trong thời gian vừa qua, bao gồm các công ty là Fablet Chip Maker hoặc là An Chip Technology là những công ty được xem là đã cung cấp một cái nguồn thiết bị cho công ty TSMC và bắt đầu từ năm 2022 những công ty này vốn có trụ sở tại Trung Quốc giờ đây họ đã rút toàn bộ tất cả dàn kỹ sư của họ ra khỏi Trung Quốc và bây giờ chuẩn bị mở các công ty của họ tại Nhật Bản đặc biệt là trong lĩnh vực về semiconductor một phần là cung cấp cho công ty TSMC một phần là họ có tham vọng sẽ khai mở thêm cái thị trường tại Nhật Bản vốn là một cái thị trường đang được mở rộng cho kỹ nghệ về semiconductor đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan và của Nhật Bản ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin cập nhật chiều ngày hôm nay cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye